Như thường lệ ở trong Lesson 3 thì mình sẽ học phát âm nha các con. Và ngày hôm nay chúng ta học hai âm, đó là âm L và âm N. Đầu tiên là cách tạo âm L. Các con sẽ dùng cái đầu lưỡi của mình chạm vào lợi trên ở chân răng của hàm trên nha các con. Sau đó các con dùng hơi bật ra tạo ra âm L. Và cái âm nó được tạo ra khi các con đẩy hơi đi qua cái vùng ở giữa lưỡi và hai cái má của mình nha con. L, L. Tiếp theo là đến âm N. Âm N thì các con cũng làm tương tự. Các con đặt lưỡi vào cái lợi trên ở chân răng hàm trên nha các con. Nhưng mà các con sẽ dùng lưỡi của mình khóa cái vùng miệng lại ha. Tức là các con sẽ ôm hết cái hàm trên luôn và không cho hơi đi ra khỏi miệng nữa. Và các con muốn tạo ra âm thì con sẽ đưa cái hơi của mình đẩy qua mũi và tạo ra âm N, N. Như vậy cái sự khác nhau đó là âm L là âm tạo ra qua miệng và cái âm N là cái âm tạo ra qua mũi nha các con. Như vậy khi mình bịt mũi lại thì mình sẽ không có nói được cái âm N nha các con. Bây giờ cô làm thử nè, cái âm L là cái âm tạo ra bằng miệng thì mình bịt mũi là mình có thể nói được nhé. L, L, L. Còn cái âm N là cái âm tạo ra qua mũi, là âm mũi. Thì khi mình bịt mũi lại mình sẽ không có nói được nha các con. N, 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 N. Bây giờ các con sẽ thực hành đọc hai âm L và âm N nha các con. L, L. Linda, Linda. Hello, Linda. Hello, Linda. N, N. Night, N. Night. Good night. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 nha các con. Two. Listen and circle. Then write and say aloud. Bài 2 này các con sẽ listen and circle, tức là các con sẽ nghe này. Và circle là khoanh tròn và đáp án đúng nhé. Then write and say aloud, tức là các con sẽ điền cái từ các con nghe vào cái chỗ trống nhé. Và các con đọc lớn nó lên. Say aloud là đọc lớn. Rồi ở đây thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe đoạn hội thoại số 1 nhé. Hello, I'm Nam. Hello, I'm Nam. I'm Nam. 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 Cô nghe thấy I'm Nam. Như vậy sẽ là câu B rồi. Các con điền chữ Nam này vào cái khoảng trống này nha. Bây giờ mình nghe cái đoạn hội thoại số 2 nha con. I'm from, tôi đến từ đâu đây? I'm from England. I'm from England. I'm from England. 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 Cô nghe thấy England. England. Như vậy là câu B này. Con điền cái từ England này lên đây nha. Bây giờ mình sang cái đoạn hội thoại số 3. 3.3. My name's Linda. Con xem bạn chào là hi hay hello nha. Hello, my name's Linda. Hello, hello, hello. Cô nghe bạn nói hello. Như vậy sẽ là câu B rồi. Con sẽ điền cái chữ hello này lên đây nha. Và các con nhớ hello là có hai chữ L nha. Câu số 4, con xem bạn nói là good night, chúc ngủ ngon, hay là good afternoon, là chào buổi chiều nha các con. Good night. 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 Cô nghe thấy bạn nói good night. Rồi các con điền cái chữ night này vô nha.
Well done. Bây giờ mình sang bài 3 nhé các con. Three, let's chant. Ở đây mình sẽ hát theo nhịp nha các con. Bài này có tên là Hello Friends, tức là xin chào những người bạn ha. Friends có chữ S ở đây có nghĩa là số nhiều này con. Là nhiều bạn chứ không phải một người bạn đâu nha. A friend là chỉ một người bạn thôi. Còn đây là friends là những người bạn. Rồi bạn nói Hello, I'm Linda. Xin chào, tớ là Linda. Cái cấu trúc am cộng với tên là để giới thiệu tên của mình này con. I'm Tom, I'm Linda, I'm Tony. Rồi, sau đó mình dùng cái cấu trúc am from để mình giới thiệu mình đến từ đâu. I'm from England, tức là tớ đến từ nước Anh. Tiếp theo bạn nói, một bạn khác nói là nice to meet you, Linda. Rất vui, nice là rất vui, rất tuyệt. Khi được gặp gì đây, meet có hai con mắt đấy chính là gặp nè. Được gặp bạn Linda à, nice, nhớ nó có chữ S ở đây nha con. Mình đọc nice, bỏ chữ S đi là nó sai rồi. Tiếp, hello, I'm Nam, xin chào, mình là Nam. Tiếp theo bạn dùng cấu trúc I'm from để giới thiệu mình đến từ đâu này. I'm from Vietnam, tôi đến từ Việt Nam. Nice to meet you, Nam. Rất vui được gặp cậu Nam à. Hello Linda, xin chào Linda. Hello Nam, xin chào Nam. We are friends. We are này là viết tắt của cái chữ we are ha các con. Rồi mình đọc là we are. Rồi friends có S có nghĩa là số nhiều, là nhiều người bạn đấy. Chúng ta là những người bạn. Xin chào Linda, xin chào Nam. Chúng ta là bạn của nhau. Đó, nó như vậy đấy các con. Bây giờ các con sẽ nghe nha. Hello friends. One, two, three, four. Hello, I'm Linda. I'm from England. Nice to meet you, Linda. Hello, I'm Nam. I'm from Vietnam. Nice to meet you, Nam. Hello, Linda. Hello, Nam. We're friends. Tiếp theo mình qua bài số 4 nha các con. 4. Read and answer. Mình sẽ đọc và trả lời câu hỏi này. Ở đây mình thấy có hai cái thẻ học sinh nha. Thẻ học sinh chính là student's card. Cái chữ card, các con có hai cách đọc. Một, các con đọc giống cô là card. Hai là các con thêm chữ R vào mình đọc là card. Card. Hoặc là card. Rồi, thẻ học sinh. Thẻ học sinh của bạn nữ này là bạn Hoa này. Bạn nam này là bạn Tony. Rồi, name chính là tên của mình đấy. Ha, mai mốt các con viết giấy tờ nhìn thấy name là phải điền tên của mình vào và mình không có điền dấu nha. Ở Đỗ Thùy Hoa, hometown là quê hương của mình ở đâu? Bạn ở Hà Nội, Việt Nam này. Và school là trường, trường Nguyễn Du, primary school. Primary school đây chính là trường tiểu học nha các con. Đó, sẽ có tên trường và tên của bạn để khi nào bạn rớt cái thẻ này á, thì người ta sẽ đem trả lại cho bạn đúng không? Rồi, class là lớp mấy đây? 4A là lớp 4A. Rồi, câu hỏi của mình là what is the girl's name? Các con thấy chữ phẩy S này không? Đó, chữ phẩy S này có nghĩa là của nha. The girl là bạn trai hay bạn gái con? Girl, girl là bạn gái nha. Bạn gái ở trong hình này chính là bạn này này. Đó, bạn Hoa của chúng ta. Rồi, và name là tên đúng không? Tên mà đến cái chữ phẩy S này có nghĩa là của. Mình dịch ngược lại nha. Những cái này là danh từ mình dịch ngược. Tên của bạn gái là gì? Tên của bạn gái là gì đây? Mình xem ở trên đây cái chữ nào có cái chữ name nào. Đây, name. Tên chính là Đỗ Thùy Hoa. Rồi các con ghi vào. Và mình có thể dùng cái câu này, cái cụm của người ta để mình trả lời luôn. The girl's name. Rồi, sau đó mình thêm chữ to be is, nó có nghĩa là. The girl's name is
Rồi, con viết tên bạn vào. Bố Thùy Hoa. À, bạn tên đẹp quá. Where? Câu số 2. Where is she from? Cô ấy đến từ đâu? Bây giờ các con xem này. Where is she from? Tức là cái nơi ở của cô ấy đến từ đâu? Thì mình xem cái hometown, quê quán của cô ấy là ở Hà Nội đúng không? Thì mình mới trả lời là she is, mình dùng cấu trúc she is from, I am from, she is from, he is from. Sau đó mình viết cái nơi ở của cô ấy nhé. Hà Nội, Việt Nam. Rồi, con xem sang cái bạn B. Bạn B là bạn Tony Jones. Rồi, và hometown của bạn đó là ở Sydney, Australia. Rồi, school là Nguyễn Du Primary School luôn, cũng là trường tiểu học ha. Nguyễn Du và chung lớp với bạn Hoa. Rồi, what? Rồi mình trả lời cái câu hỏi này. What is the boy's name? The boy là chàng trai. Chàng trai của chúng ta là chàng trai nào? Đây chính là bạn Tony. Và name là tên đúng không? Và cái chữ phẩy S này là của ha. Cái chữ phẩy S nó đi liền với cái chữ the boy này chính là của chàng trai. Tên của chàng trai là gì? À. Rồi con ghi vào the boy's name. Đó, tên của chàng trai là, thì mình dùng to be là is. Là gì đây? Là Tony. Tony Jones. Rồi. Rồi, câu số 4. Where is he from? Anh ấy đến từ đâu vậy? Và mình xem cái hometown của anh ấy này là Sydney, Australia. Và con sẽ điền vào dùng cấu trúc. He is from. Ha, I am from. She is from. Và bây giờ mình đến. He is from. Anh ấy đến từ Sydney. Rồi. Australia. Tiếp theo mình qua bài số 5 nha các con. 5. Write about you. Write about you có nghĩa là viết về con. Rồi, các con hãy viết gì đây? Your name, tên của con này, your hometown and your school. Rồi, quê hương của con và trường của con. Rồi, my school is. À, ví dụ như Nguyễn Huệ. Primary, à, các con nhớ cái từ primary school chính là trường tiểu học nha. I am from, ví dụ mình from Đà Nẵng, đúng không? Việt Nam. Và my name is, ví dụ mình tên là Hoàng Thùy Mai. Đó, các con sẽ điền cái tên và các con sẽ điền cái thông tin của mình vào đây nhé. Rồi, phần 6 project thì mình sẽ make a card about yourself. Các con sẽ làm một cái thẻ về bản thân mình nha. Then look at your classmate's card. Các con sẽ nhìn vào, look at là nhìn vào này. Classmate là bạn học chung lớp đúng không? Cái thẻ của, phải ép là của này. Cái thẻ của bạn học chung lớp của con nha. And tell the teacher và nói cho cô biết về anh ấy hoặc là cô ấy, about him or her. Rồi, các con cũng sẽ xem nhé. Ví dụ như bạn tên là hồi nãy mình nói là bạn Hoàng Thùy Mai đi. Rồi, hometown của bạn là ở Đà Nẵng đúng không? School của bạn đấy là Nguyễn Huệ Primary School ha. Rồi, class, ví dụ như bạn học class 4A đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tell the teacher, nói cho cô nghe về anh ấy hoặc cô ấy. Đây là cô ấy thì mình nói là gì đây? She is Hoàng Thùy Mai nha. She is, hoặc là her name is Hoàng Thùy Mai. Rồi mình muốn nói là cô ấy đến từ đâu thì mình dùng cái cấu trúc she is from ha. Con nhớ cái cấu trúc này ha. Đà Nẵng. Rồi tiếp theo mình nói là gì đây? Trường của cô ấy là her school. E. Trường của cô ấy là Nguyễn Huệ Primary School. Rồi. Và mình cứ nói là cô ấy, she is in ha. Cô ấy thì ở trong gì đây? À, class 4A. Cô ấy học ở trong lớp 4A ha.
Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con vào bài học sau. Unit 2.